cả quý vị của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Và sau đây là phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm có các tin chính sau đây. Đài Loan tập trận để đối phó với Trung Quốc. Nam Hàn Quốc sẽ nâng cấp hệ thống nhận dạng máy bay. Một nghi phạm tuồn công nghệ quân sự cho Trung Quốc bị bắt giữ. Tổng thống Donald Trump hội kiến Đức Giáo hoàng Francis. Thái Bình, hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi. Và sau đây là tin thế giới. Anh hủy tất cả các tour du lịch sự kiện. Quốc hội Anh vào ngày 24 tháng 5 ra thông báo hủy tất cả tour du lịch sự kiện yến tiệc và có hiệu lực tức thì. Đây là động thái mới nhất của chính phủ Anh sau vụ đánh bom tại Manchester. Trong khi đó, mức độ cảnh báo tại Anh đã được nâng lên mức nguy kịch, có nghĩa rằng nước Anh lo ngại một vụ tấn công khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mức cảnh báo nguy kịch cũng đồng nghĩa việc quân đội được triển khai ở những địa điểm then chốt. Theo hãng tin BBC dẫn lời, Thủ tướng Theresa May cho biết binh lính sẽ được tăng cường hỗ trợ cho cảnh sát, cấm chốt với những nơi trọng yếu như điện Buckingham, điện Westminster, phố Downing, các đại sứ quán. Trang web của điện Buckingham cho biết, theo lời khuyên của cảnh sát nơi này sẽ đóng cửa và chưa xác định thời điểm mở cửa trở lại. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết lễ đội lính gác tại điện Buckingham cũng bị hủy trong ngày 24 tháng 5 để tái triển khai lực lượng cảnh sát bảo vệ. Cho tới thời điểm này, cảnh sát Anh xác định được hung thủ vụ đánh bom là 22. Xin lỗi quý vị, cảnh sát Anh xác định được hung thủ vụ đánh bom là thanh niên 22 tuổi Samen Abidi, sinh tại Manchester, cha mẹ người Libya. Cảnh sát Anh tin rằng Abidi không hành động đơn độc trong vụ tấn công Manchester. Hôm qua, ngày 23 tháng 5, cảnh sát Anh cũng bắt giữ anh trai của Abidi, 23 tuổi vì tình nghi có liên quan đến vụ tấn công. Trong diễn biến mới, ở ngày 24 tháng 5, cảnh sát Anh vừa bắt thêm 3 tình nghi. Cảnh sát Anh vừa bắt thêm 3 kẻ tình nghi khác nhưng chưa công bố danh tính. Đài Loan tập trận để đối phó với Trung Quốc. Theo báo Taipei Times, đây là giai đoạn thứ 2 trong loạt chương trình tập trận Hankun năm nay của quân đội Đài Loan. Trong cuộc tập trận ngày 13 tháng 5 này, những chiếc máy bay F-16 cất cánh từ các căn cứ không quân tại Hualien và Chiayi bay theo lộ trình bay mô phỏng xảy ra một vụ tấn công của Trung Quốc vào lãnh thổ Đài Loan. Để ứng phó, các lực lượng bộ binh thuộc ba quân chủng sẽ được điều động với mục tiêu kiểm nghiệm năng lực phòng vệ của vùng lãnh thổ trước kẻ thù. Quân đội Đài Loan cho biết cuộc tập trận này lần này được tập trung vào tình huống theo dõi sát hoạt động, di chuyển của máy bay, địch và triển khai các biện pháp ứng phó. Một cuộc tập trận khác cũng được tiến hành tại phía bắc của Đài Loan. Tại đây, tình huống diễn tập mô phỏng việc một số căn cứ quân sự lớn của Đài Loan bị kẻ thù chiếm đóng. Nhiệm vụ của các quân đội Đài Loan là phải giành lại những căn cứ này. Trước đó, vào chiều ngày 23 tháng 5, một cuộc tập trận diễn ra tại đảo Kim Môn, tức Kim Men, nhằm thẩm định năng lực chiến đấu đổ bộ của lực lượng đặc công chuyên trách giải cứu con tin bị kẻ thù bắt giữ. Các chương trình tập trận liên tục trong năm ngày nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến của các quân chủng trước các tình huống tấn công giả định của quân đội Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 5, dự kiến sẽ có hai cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó có một cuộc diễn ra tại đảo Bành Hồ, tức Penghu, mô phỏng hình tình huống đối phó với cuộc tấn công đổ bộ của kẻ địch. Philippines áp dụng thiết quân lực tại Mindanao. Theo đài CNN, Tổng thống Philippines Duterte ban bố lệnh tình trạng thiết quân lực tại thành phố Marawi và phần còn lại trên đảo Mindanao, miền nam Philippines, trong bối cảnh các lực lượng quân đội chính phủ đã và đang tiến hành chiến dịch trấn áp các nhóm phiến quân Hồi giáo hoàn thành nhiều năm qua tại vùng lãnh thổ phía nam của Philippines. Theo hãng thông tấn quốc gia Philippines, tức PNA,
thiết quân lực sẽ có hiệu lực tại đảo Mindanao, có đa số dân theo đạo Hồi trong thời hạn 60 ngày. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines ông Ernesto Abela cho biết việc phát dụng thiết quân lực nhằm trấn áp tình trạng bạo lực phi pháp và lực lượng nổi dậy, cũng như vì sự an toàn của người dân. Cũng theo PNA, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với nhóm Mauthi, một tổ chức phiến quân Hồi giáo đặt căn cứ tại Mindanao, bắt đầu xảy ra tại thành phố Marawi, nơi khoảng 200.000 người dân. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana, tới nay đã có 2 binh sĩ và 1 cảnh sát thiệt mạng trong cáo buộc tranh đó. Trong các cuộc giao tranh đó, chính quyền Philippines cáo buộc tổ chức Mauthi có liên quan tới vụ đánh bom tại thành phố quê hương Davao của Tổng thống Duterte hồi tháng 9 năm ngoái khiến 14 người thiệt mạng. Khủng bố vẫn luôn là vấn đề nhức nhối tại khu vực miền nam Philippines. Đây là nơi cắm chốt của các phiến quân Hồi giáo như Mauthi và Abu Sayyaf. Nhân viên đài BBC di tản khẩn cấp khi đang phát sóng trực tiếp. Vào chiều ngày 24 tháng 5, chương trình phát thanh Firefly của đài BBC đã cho di tản nhân viên khẩn cấp ngay lúc đang phát sóng trực tiếp. Người nghe chương trình Firefly còn nghe được cả tiếng còi báo động di tản trước khi người dẫn chương trình thông báo vụ di tản ngay trên phát sóng thanh trực tiếp. Người dẫn chương trình phát thanh của đài BBC Natalie Eve Williams viết trên Twitter: "Trụ sở làm việc của tôi hiện tại đang được di tản, hãy cẩn trọng. Thời điểm hiện tại chương trình phát sóng trực tiếp Firefly vẫn chưa hoạt động lại. Thay thế vào đó là một chương trình dàn dựng ghi âm sẵn." Ông Jonathan Wall, người quản lý chương trình Firefly viết trên Twitter rằng vụ di tản này không liên quan khủng bố mà là nguyên nhân là vì có báo động cháy. Ông Wall cũng cho biết chương trình sẽ sớm được khôi phục. Vụ di tản này diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ khủng bố sân vận động Manchester làm 22 người chết và gần 60 người bị thương. Nhật Bản, Quốc hội thông qua luật chống khủng bố. Hạ viện Nhật Bản hôm ngày 23 tháng 5 đã thông qua dự thảo luật cấm khủng bố và các tội phạm có tổ chức khác. Dự luật này lâu nay gây tranh cãi vì quan ngại đe dọa đến các quyền công dân. Tin cho biết dự thảo luật thông qua được chỉnh sửa từ những phát thảo ban đầu với 3 lần bị khước từ. Nội dung luật giảm số tội phạm được nhắm đến còn khoảng 270 tội, cũng như giới hạn các nhóm khủng bố và tổ chức tội ác. Theo chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, thì luật chống khủng bố cần thiết để ngăn chặn mọi âm mưu phạm tội trước kỳ Thế vận hội 2020 được tổ chức tại xứ Phù Tang. Ngoài ra, theo các quan chức Nhật Bản thì luật chống khủng bố cũng là tiền đề để thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà Tokyo ký kết năm 2000. Nam Hàn Quốc sẽ nâng cấp hệ thống nhận dạng máy bay. Theo hãng thông tấn Yonhap, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Nam Hàn, tức DAPA, vào ngày 24 tháng 5 đã thông qua một dự án mua sắm thiết bị nhằm tăng khả năng của hệ thống nhận dạng máy bay của quân đội. Theo bản tin của Yonhap dẫn nguồn tin từ cơ quan trên cho biết, tại cuộc họp hàng tháng về các dự án liên quan đến vũ khí dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Man Ming-ku, quân đội Nam Hàn đã quyết định triển khai chương trình này vào năm tới thông qua việc tự nghiên cứu và phát triển cũng như nhập khẩu từ nước ngoài. Nâng cấp từ mức Mode 4 hiện đang được quân đội Nam Hàn sử dụng thành Mode 5 với những tính năng chống nghe lén và chống gây nhiễu tốt hơn. DAPA còn nhận định rằng một khi chương trình nâng cấp này được hoàn tất, quân đội Nam Hàn sẽ có thể thực hiện các chiến dịch phối hợp hiệu quả hơn nhờ hệ thống nhận dạng này. Thủ tướng Nepal tuyên bố từ chức. Theo hãng Kyodo đưa tin, Thủ tướng Nepal Prachanda vào ngày 24 tháng 5 đã tuyên bố từ chức 9 tháng khi bắt đầu đảm nhiệm cương vị này lần thứ hai. Tình trạng diễn ra sau thỏa thuận giữa ông Prachanda với các đối tác liên minh chính là Đảng Quốc Đại, đảng lớn nhất của Nepal, trước khi được bầu làm thủ tướng hồi năm ngoái. Trước đó, năm 2008, ông Daha từng giữ cương vị người đứng đầu chính phủ, song nhiệm kỳ của ông cũng kéo dài 9 tháng trước khi ông từ chức. Vào ngày 14 tháng 5, các cử tri ở Nepal đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tiên trong 20 năm qua ở nước này. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc củng cố nền dân chủ trong bối cảnh vẫn có biến động chính trị ở quốc gia của vùng Himalaya này.
Nga nghi ngờ kết quả tìm thấy chất độc sarin trong vụ tấn công ở Syria của OPCW. Nhóm điều tra của tổ chức cấm vũ khí hóa học tức OPCW đã tìm thấy chất độc thần kinh sarin hoặc một chất tương tự sarin trong các mẫu phẩm thu được từ vụ tấn công hôm ngày 4 tháng 4 vừa qua tại thị trấn Khan Sheikhoun, miền Bắc Syria, làm hơn 90 người thiệt mạng. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 5, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao về các vấn đề giải trừ quân đội, bà Izumi Natamitsu đã xác nhận thông tin trên trước đó vào ngày 19 tháng 4. OPCW cũng từng thông báo xét nghiệm các mẫu phẩm lấy từ vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đã cho thấy kết quả không thể chối cãi về việc sử dụng chất độc thần kinh sarin hoặc một chất tương tự. Ít nhất có 87 người đã bị thiệt mạng, bao gồm 31 trẻ em, trong vụ tấn công tại thị trấn Khan Sheikhoun cho quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria. Nhiều nước trên thế giới cáo buộc quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đã được thực hiện vụ tấn công này. Chính phủ Syria đã phủ nhận việc can dự vào vụ tấn công này. Trong khi đó, ngay lập tức Nga khẳng định kết luận OPCW về việc sử dụng chất độc hóa học tại Syria không thể coi là khách quan dưới bất kỳ hình thức nào và đặt câu hỏi liệu OPCW có được xem như một tổ chức quốc tế khách quan có thể đưa ra kết luận trong vòng 2 tuần hay không. Trong khi trước đó đã mất tới 4 tháng vẫn không thể xác định được khí độc mù tạt được sử dụng trong vụ tấn công khác ở Aleppo hồi năm 2015. Okay. Venezuela ấn định thời điểm bầu cử địa phương sau khi Tổng thống Nicolas Maduro thông báo giao Hội đồng Bầu cử của quốc gia tức CNA Venezuela quyền triệu tập quốc hội lập hiến. Ngày 23 tháng 5, Chủ tịch CNE TPC Lucina thông báo nước này sẽ tiến hành cuộc bầu cử địa phương vào ngày 10 đến ngày 12 tới. Chủ tịch Lucina cho biết sẽ tiến hành bầu 540 thành viên quốc hội lập hiến trong tháng 7 tới. Trong đó, Tổng thống Maduro khẳng định việc bầu của các thành viên cơ quan này sẽ được tiến hành bằng phương thức phổ thông, đầu phiếu, bầu trực tiếp và bằng phiếu kín. Mỗi huyện sẽ được bầu một đại diện, trong khi các thành phố thủ phủ một bang sẽ được bầu hai người tham gia cơ quan nói trên. Con số tổng cộng cho các địa phương là 364 đại biểu, số còn lại là đại diện các tổ chức. Quốc hội lập hiến sẽ được thành lập ngay sau 72 giờ bỏ phiếu. Từ nhiều tháng nay, phe đối lập và chính phủ nhiều nước của khu vực đã yêu cầu chính phủ Venezuela tiến hành bầu cử địa phương sau gần nửa năm trì hoãn. Phe đối lập chiếm đa số ghế tại quốc hội hiện nay cũng phản đối đề nghị của Tổng thống Maduro trong việc triệu tập quốc hội lập hiến sau khi tòa án tối cao tuyên bố tước bỏ quyền lập pháp của quốc hội hồi tháng 3. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục truy bắt những người liên quan đến vụ đảo chính. Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu vào ngày 24 tháng 5 đưa tin nhà nước trách nước này đã phát lệnh bắt giữ 139 nhân viên chính phủ bị nghi ngờ liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm 2016. Theo nguồn tin trên, nhà chức trách đã ra lệnh bắt giữ 60 nhân viên trong hội đồng thành phố Ankara, 19 người trong các hội đồng quận, 30 nhân viên Bộ Phát triển và 30 nhân viên Bộ Giáo dục của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này bị nghi ngờ dùng một ứng dụng tin nhắn mã hóa mà các thành viên trong phong trào của giáo sĩ Gulen sử dụng sau vụ chính biến tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi trung tuần tháng 7 năm 2016. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 41.000 người nghi liên quan tới phong trào của giáo sĩ Gulen. Ngoài ra, khoảng 100.000 người bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo, học giả, giáo viên. Ông Gulen đã nhiều lần phủ nhận dính líu đến vụ đảo chính bất thành trong nước. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng ta sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Hoa Kỳ.